Vâng, xin được chào tuần mới các quý vị khán giả, các nhà đầu tư của chương trình Khớp Lệnh. Lúc này thì chúng ta đang cùng nhau livestream trên khung giờ quen thuộc của chương trình, đó là 11:30 trên YouTube cũng như là trên fanpage của VTV Money thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Lúc này thì cũng đang có một số những cái câu hỏi là tại sao lại đặt tên chương trình như vậy. Thì tôi xin giải thích, đó là khi mà báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 được công bố, đặc biệt là tại nhóm công ty chứng khoán, thì chúng ta cũng đã có thêm những cái bức tranh liên quan đến cái dư nợ cho vay ký quỹ, hay còn gọi là margin, ở trên thị trường trong giai đoạn đầu năm. Và theo con số thì ước tính thì dư nợ margin đã tăng khoảng 23.000 tỷ so với cuối năm 2023 và đạt khoảng 195.000 tỷ đồng vào cuối quý 1 năm 2024. Và đây là con số kỷ lục trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam với cái lượng margin như vậy. Chưa chúng ta chứng kiến một cái lượng vay kỳ quỹ nó lớn như vậy, và nó còn lớn hơn cả những cái đỉnh điểm ở những cái giai đoạn thị trường vượt lên cái vùng 1.500 của cuối 2021 đầu 2022. Và có lẽ khi mà con số này được công bố thì nhiều nhà đầu tư cũng trở nên bất ngờ, vì không ngờ rằng là cái điểm số lâu nay của VN Index thì lại được dựng nên bởi tôi xin dùng từ là lâu đài cát như vậy, tức là được dựng nên bởi một cái lượng nợ vay rất là lớn. Và chúng ta có thể thấy là khi mà thị trường ở một cái mức nợ vay lớn như vậy thì rõ ràng là những cái biến động xảy ra thì nó cũng khá là mạnh mẽ và bất ngờ, với cái việc là tuần qua có 4 phiên giao dịch thôi nhưng thị trường giảm hơn 100 điểm. Vẫn có những cái lo ngại rằng là cái lượng nợ vay margin lúc này thì vẫn đang còn rất là nhiều, và do vậy thì chúng ta phải rất là để ý những cái rủi ro, khả năng là thị trường có thể sẽ còn gặp cái áp lực là call margin tiếp theo. Và đấy là lý do là chúng tôi đặt tên chương trình hôm nay, đó là Don't Call Me, xin đừng gọi em. Vâng, thì thực sự là không ai muốn là bị call margin cả. Call margin thì phải nộp tiền thêm, còn nếu không là phải bán cổ phiếu mà chúng ta đang rất là muốn nắm giữ để gọi là cân bằng lại cái giá vốn và nợ vay với công ty chứng khoán. Vậy thì liệu rằng chúng ta có phải lo lắng về hiện tượng này trong thời gian tới hay không? Và các nhà đầu tư sẽ cần làm gì trong việc sử dụng margin để tránh bị những cái cuộc gọi mà không mong muốn như vậy? Và với cái chủ đề như vậy thì chúng ta đã mời lên trường quay một vị khách mời cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm trên thị trường, đặc biệt là có kinh nghiệm bị call margin. Thì xin phép được giới thiệu anh Nguyễn Tuấn Anh, là nhà sáng lập của FinPage. Xin chào. Vâng. Anh Tuấn Anh thì đã từng chia sẻ về một câu chuyện khá nổi tiếng, cũng đã lên chia sẻ để một số mặt báo lớn của chúng ta Việt Nam, đúng không ạ? Về câu chuyện là anh cũng từng là một người đã có triệu đô từ hồi rất trẻ, từ những năm 2008. Nhưng mà sau đó thì có lẽ cũng là vì câu chuyện margin mà anh cũng đã có những lúc nghĩ tới việc là không muốn tiếp tục sống nữa. Thì chắc chắn là cái câu chuyện của anh Tuấn Anh ở phần cuối chương trình sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng và giúp quý vị có thêm những cái kinh nghiệm giao dịch. Còn sau đây chúng tôi xin phép sẽ bước vào phần đầu tiên, đó là phần What in Stock, để xem chợ sáng nay có gì. Và lúc này thì chúng tôi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua YouTube VTV Money. Lúc này chúng ta có gần 1.000 khán giả theo dõi rồi. Xin chào Đỗ Đức Cường này, Nguyễn Văn Quyết, Đinh Vũ Quang, Khánh Hoàng, Long Thạch, Đồng VT82, Nhân Nguyễn, Lê Sĩ Hinh, Vượng Hoàng này, Việt Dũng Hồ. Có bạn Cường Đỗ Đức bảo anh Tuấn Anh là Thánh Xanh lại lên sóng. Thế này chắc là thị trường hôm nay đều xanh. Vâng, chắc anh Tuấn Anh thì cũng rất trùng hợp là mỗi lần anh lên là thị trường đều có cái xác suất tăng điểm cao, đúng không ạ? Gọi anh là Thạch Xanh. Xin được gửi lời chào Phúc Nguyễn Trọng, bạn Dễ Thương này, Đỗ Đức Cường, Hương Nguyễn, Mạnh Quân Đỗ. Vâng, rất nhiều khán giả đang vào theo dõi rồi. Mạnh Quân, Thuyền Dịu rồi. Rất là cảm ơn những cái sự tham gia của quý vị ngay từ phần đầu của chương trình sớm đến như vậy. Lúc này thì chúng ta cũng đã kết thúc phiên sáng. Thực sự là lúc sáng này thì khá là hưng phấn anh Tuấn Anh ạ. Có lúc thị trường tăng được 15 điểm hơn, nhưng lúc này kết thúc phiên chỉ còn tăng được gần 8 điểm thôi. Và có thể thấy là dòng tiền cũng tương đối là lan tỏa, khi mà số mã trên thị trường tăng thì cũng vượt số mã giảm, chứ cũng không riêng gì ở rổ VN30. Hôm nay thì có một cái thông tin nó tương đối là, tôi nghĩ rằng nó là cái động lực cho thị trường, đặc biệt nhóm cổ phiếu chứng khoán sáng nay bật tăng, đó là câu chuyện về việc KRX đang được kỳ vọng là có thể
được vận hành chính thức vào ngày mùng 2 tháng 5 tới đây, tức là ngay sau dịp nghỉ lễ và đầu tháng 5. Nói về KRX thì anh Tuấn Anh chắc cũng không có gì xa lạ, vì anh tham gia thị trường từ năm 2005 đến giờ thì cũng gần 20 năm rồi. Thì chỉ muốn xin hỏi anh Tuấn Anh là đầu tiên anh nghe đến cái câu chuyện đề cập về câu chuyện hệ thống KRX là từ năm nào rồi? Hồi vào hồi đấy tâm lý thị trường như thế nào khi nghe đến KRX? Tâm sự thật là lâu quá rồi, cũng không, lúc đầu thì nghe tên còn thấy lạ lạ thôi. Bây giờ lâu quá rồi thì thành ra là mình cũng quên cái cảm giác ban đầu đấy rồi. Vì thực ra đầu tiên là cái tên lạ lạ này, cái thứ hai rằng là cái thời đó thì lúc đầu đấy thì cũng thấy cái sự chuẩn bị này là có vẻ khá sớm, bởi vì cái năng lực lúc đấy thì chưa một ai nghĩ rằng là cái năng lực cung ứng của sở bị gặp cái giới hạn cả. Đấy thì hồi đó thì nhớ rằng là ngay cả VAD có, hồi lúc đó thì tụi anh làm ở VNDirect thì cũng có những cái sự cố. VNDirect là một cái đơn vị mà thời đó thì bọn anh rất là sáng tạo trong cái việc mà làm các hệ thống online rồi khách hàng trực tuyến các thứ á. Thì đã từng có một vài lần như kiểu hệ thống có những cái sai số nhất định. Và lúc đó thì có một lần anh nhớ nhất là lần VNDirect nó đúc lệnh. Có nghĩa là có khoảng tầm 1-2 phút gì đấy, tức là khách hàng cứ đặt lệnh thì đúc lên gấp đôi. Tức là thành hai lệnh. Và lúc đó thực ra cái tải của sở vẫn càng đáng rất là tốt và phản ứng rất là tốt, không vấn đề gì cả. Đấy thì anh có nghĩ rằng là cái năng lực của sở lúc đó hoàn toàn thừa sức luôn. Đấy, nhưng mà đúng là sau này chúng ta đã có những cái mốc khác hoàn toàn. Rồi hồi đó thì anh nhớ là giao dịch ở trên sàn chứng khoán lúc đó khoảng tầm 1-2 nghìn tỷ. Có một cái anh môi giới rất nổi tiếng làm cùng anh thì anh có chia sẻ, hồi sau này mà giao dịch 5.000 tỷ sướng nhờ Tuấn Anh nhờ. Đấy thì những cái mốc ở đấy hồi đấy còn thị trường quy mô của nó còn quá nhỏ. Lúc sau này thì khi mà quy mô tỷ đô thì chúng ta lần đầu tiên gặp những cái ngưỡng mà hệ thống không đáp ứng được. Đến lúc đó thì cái câu chuyện KRX lại quay trở lại. Đúng là urgency thật, đúng là sự cần thiết nó đến mức cao độ. Đấy thì đến bây giờ thì nói vui Việt Nam ở đấy là anh là một cái người tham gia thị trường thôi, anh chờ đợi điều này quá lâu rồi. Và đến bây giờ tự nhiên mình cảm thấy rất là neutral, mình cảm thấy thông tin này thì mình cũng mừng là có thị trường có một cái yếu tố mới. Lâu lắm rồi thị trường không có một cái yếu tố gì mới, nhưng mà đồng với cái lúc mà vui đấy thì cũng là mình còn chờ đợi điều gì đó tiếp theo nữa, bởi vì cái KRX đối với anh như giống như là một cái hạ tầng giúp cái sự kết nối đấy ở một cái luồng băng thông cao hơn, tốc độ cao hơn. Nhưng câu hỏi rằng là chúng ta có sản phẩm gì mới sau đó? Thì cá nhân anh là người mà thường xuyên phát triển những thị trường bán lẻ, anh rất là quan tâm đến là với khách hàng cá nhân ấy, thì họ được cái dịch vụ gì trên cái nền tảng hạ tầng mới đấy. Ví dụ như là T về nhanh hơn, hoặc là T0, hoặc là có thể là bán trước mua sau chẳng hạn như thế sau đây, đúng không ạ? Có những khán giả cũng bình luận rất là hài hước. Bạn Hảo Nguyễn bảo là KRX thì có thể được ví như metro, như cầu cắt lái. Nghe thì hay nhưng mà lâu quá rồi mà chả thấy đâu. Đấy. Tức là anh Tuấn Anh có chia sẻ là nghe đến KRX là từ hồi năm 2010-2011 rồi. Mà đến giờ này là cũng khoảng 12-13 năm rồi, bắt đầu mới thấy có thông tin là được, có khả năng được vào vận hành chính thức. Đấy thì một cái câu hỏi mà tất chắc là tất cả đều đang đặt ra với nhau rằng là cái hệ thống mà từ 12 năm trước thì bây giờ với bối cảnh thị trường hiện nay nó còn đáp ứng được không, và liệu rằng là nó có trục trặc gì không. Đấy, và thực ra chúng ta thấy là trong bối cảnh hiện nay cái hệ thống chúng ta đang dùng thì cũng đã không có vấn đề gì lắm, đúng không ạ? Nếu có vấn đề gì thì có thể cập nhật sửa chữa từ phía FPT cũng đang tương đối là tốt rồi. Vì vậy có lẽ chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng vào việc là cái hệ thống mới này về mặt sức mạnh hạ tầng. Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có thể, chúng ta vẫn thể kỳ vọng tương đương. Nhưng mà cái đúng như anh Tuấn Anh nói là ta nên kỳ vọng rằng là với hệ thống KRX thì những cái sản phẩm mới thì có thể được triển khai. Thì đấy là cái điều nó nên đáng kỳ vọng hơn là câu chuyện về cái năng lực giao dịch khi mà có hệ thống mới. Lúc này thì cũng đang có rất là nhiều khán giả vào bình luận và đặt những cái câu hỏi về biến động thị trường ấy ạ. Tức là có bạn thì bảo là thị trường sẽ hồi chữ V, có bạn thì bảo là bull trap sau cú này thì sẽ về 1.100-1.120 điểm, có bạn thì bảo là dead cat bounce, tức là cú này mèo chết, có bạn thì bảo nhìn volume thị trường thế này chán thật sự, lên thế này thì là lên tí rồi lại xìu rồi mai lại sập tiếp.
Tức là về cái tâm lý cộng đồng như vậy, nhìn thị trường như vậy, thì anh Tuấn Anh đánh giá rằng là cái diễn biến tiếp theo của chỉ số chúng ta sẽ cần lưu ý điều gì? Đúng, tức là nếu mà xem thường kinh nghiệm của anh là xem những cái phiên đầu tuần thì rất là khó, hoặc là đầu giờ sáng, đặc biệt đầu giờ sáng rất là khó để mà xác định một cái xu hướng. Thì tôi cho rằng là các bạn nên xây dựng cho mình một hệ thống phương pháp rằng là các cái đầu giờ sáng, đặc biệt là sáng thứ hai, sáng thứ ba, thì chúng ta nên ít coi đấy là một cái chỉ số đầu vào, thông tin đầu vào tin cậy để chúng ta ra được một cái quyết định. Đặc biệt là tuần này thì lại là có một cái tuần trước biến động với một số điểm rất là lớn, nên là bất cứ một cái dừng giảm đã là một tin vui rồi. Thì quan điểm anh là với hình dung hiện tại, với thanh khoản thấp, với một tín hiệu xanh nhẹ của một buổi sáng thứ hai, đấy là cá nhân tôi anh đã thấy là rất là vui rồi. Với mình chỉ có những cái niềm vui nhỏ thôi. Mình vừa mới có một cái nỗi buồn lớn rồi, thì giấc mơ lớn đúng không? Ừ, mình không trân trọng những niềm vui nhỏ nhỏ. Mình trân trọng những niềm vui nhỏ nhỏ thôi. Thì cái vốn nhỏ đây nó ý nghĩa là gì? Vốn nhỏ đây ít nhất có ý nghĩa là bên cung họ đã bắt đầu dịu xuống rồi. Họ không có nhu cầu phải bán xối xả như thế nữa. Chúng ta phải nhớ là tuần trước ở cái phiên chiều thứ hai, thực ra khởi động của đợt giảm này thực ra là chỉ bằng đúng hai cái nến 15 phút ở phiên chiều thứ hai thôi. Và bán rất là xối xả. Phải chân thành chia sẻ rằng là nếu mà chúng ta được quay lại ngày thứ sáu tuần trước, tuần trước nữa, thì có cho Tuấn Anh đánh 1.000 lần thì cả 1.000 lần tôi nhìn cái chart lúc đó, phải khẳng định là đấy là cái chart khoảng tầm 8 điểm. Một cái chart học sinh giỏi. Nhưng mà chỉ bằng đúng cái hai cái đến 15 phút ở cái chiều ngày thứ hai thôi thì mọi thứ gần như nó đảo ngược hoàn toàn, đúng không? Từ học sinh giỏi trở thành học sinh rốt 2 điểm. Thế thì anh cho rằng là cái người mà người ta cố chấp ấy, người ta sẽ nghĩ rằng là ừ, thứ sáu tốt thế thì chẳng lý do thì đang từ học sinh giỏi mà trở thành học sinh rốt được. Thì cá nhân anh cho rằng là cái lúc ngày thứ hai tuần trước là một cái ngày thứ hai rất là quan trọng trong việc chúng ta nhận diện là có một điều gì đó đang thay đổi. Thì anh nghĩ là đấy mới là cái quan trọng. Còn ngày thứ hai tuần này, cái việc dịu lại thế này đã là, cá nhân tôi anh thấy đã là rất là mừng rồi. Ít nhất là chúng ta thấy là bên cung đã dịu cái mong muốn bán. Nhưng chúng ta cần có một cái điều kiện khác nữa, đấy là đã nói lên cung thì phải nói lên cầu. Bây giờ vốn mà thấp chứng tỏ là cầu thực chưa xuất hiện. Có thể là các bạn nào đó đang ở thuyết âm mưu, bạn nói cũng đúng, tức là cầu người ta rình rập ở phía dưới, không biết nó là nghìn bao nhiêu, nghìn một bao nhiêu chẳng hạn như thế, để cầu người ta rình rập ở phía dưới. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà suy đoán được theo kiểu đó được, bởi vì thực sự khi mà trong thị trường tài chính mà Nam sẽ thấy là khi nào mà cung cầu người ta phải đặt hẳn tiền mặt vào đấy, đặt hẳn đi một cái lệnh ở đấy, lệnh bán được, lệnh mua được, thì lúc đấy chúng ta mới thấy cái thực thế. Chứ còn nếu mà chỉ nghe phân tích không ấy, thì cá nhân anh nghĩ rằng là cái đấy nó vẫn chỉ là phân tích. Bao giờ mà mình dám đi tiền thực thì cái đấy mới là thực. Theo quan điểm của anh Tuấn Anh là chúng ta thì cũng đang có những cái tín hiệu tích cực để có thể kỳ vọng. Nhưng mà xin phép đạo diễn cho tôi kết nối màn hình với được không ạ? Như hiện nay thì chắc là nhờ anh Tuấn Anh có thể nhìn giúp quý vị khán giả một chút, đó là về câu chuyện chỉ số đi. Thì anh đánh giá rằng là chúng ta có thể giữ được cái vùng này không, hay là như nhiều người nhìn nhận là thị trường có thể rơi những cái vùng sâu hơn nữa, như là vùng 1150 hay là thậm chí là 1100 điểm. 1100 điểm chúng ta về đúng cái đấy, cái nơi xuất phát hồi cuối năm 2023 luôn. Thì anh đánh giá nào? Hiện tại thì cái kịch bản có xác suất cao nhất hiện tại, tức là tính từ sau cái ngày thứ hai tuần trước, thì kịch bản xác suất cao nhất hiện tại đang là khoảng tầm 1150, tức là ngang cái hai đỉnh kia. Và thực ra bản chất nó là kênh song song hướng lên của một cái kênh song song lớn, bao gồm hai đỉnh và hai đáy. Thế thì trong cái pattern này ấy, thì nếu mà anh chị có thời gian ấy, thì có thể cân nhắc xem lại hai cái khả năng trong kịch bản này. Một là trường hợp giống đồ thị của Kospi, có một lần ở trên chương trình khớp lệnh tôi có nhắc đến cái đồ thị cái chart Kospi cho mọi người rồi. Đấy là Kospi đã từng có một cái form vượt khỏi tam giác đi ngang lớn trong vòng 1.5 năm, nhưng mà ngay sau đó thì lại có một quả gọi là bull trap, tức là lại về điều chỉnh về tận xuống dưới đường trung tâm, sau đó lại
hồi chữ V lên luôn, thì đây là kịch bản, đây là kịch bản gọi là khả quan nhất của index có ở tại thời điểm hiện tại. Tức là có một bạn mà như Nam nói là đã nhắc đến cái việc là hồi phục hình chữ V, nhưng mà phải nói thật sự là cái xác suất mà hồi chữ V luôn luôn được tính ra trong phân tích kỹ thuật là xác suất thấp, do là chữ V thì không bao giờ là một cái pattern, một cái khuôn dạng bền vững. Chữ V thường là nó chỉ tồn tại trong ngắn hạn thôi. Thế thì cái kịch bản hiện tại, kịch bản mà gọi là trung, gọi là xác suất cao nhất xảy ra trong hiện tại hoặc là trung tính nhất xảy ra hiện tại, đấy là chúng ta đang ở cái giai đoạn khoảng tầm giống cái giai đoạn ngày ở tầm tháng 9. Tức là chúng ta sẽ có gặp một khu vực điều chỉnh sớm, sau đó thì thị trường dâng lên, sau đó chúng ta có một lần giảm nữa. Thì tại cái lần giảm sau ấy, thì chúng ta sẽ xác lập đáy của VN Index ở lần giảm sau. Thế thì trong kỹ thuật nó có hai trường phái. Một là cái trường phái mà hiện tại anh thấy các bạn theo nhiều nhất, đấy là các bạn hay đoán điểm số. Nhưng mà thực ra còn một cái trường phái nữa là người ta chỉ nói đến nhịp sóng thôi. Chứ người ta không quan tâm đến điểm số. Tức là với cái nhịp giảm ấy, thì người ta sẽ thiên hướng quy đổi nó về 3 nhịp. Đặc biệt là trong kênh song song lên thì người ta sẽ thiên hướng quy đổi thành 3 nhịp. Chúng ta đang ở trong nhịp đầu tiên của nhịp giảm, chúng ta sẽ có nhịp đi ngang để gọi là kiểm định cái cung cầu ở chỗ này. Sau đó thị trường dâng lên và có một nhịp giảm sau, thì tại nhịp giảm sau đấy mà chạm cái khu vực hỗ trợ mà 1150 đấy, thì mà có xuất hiện phân kỳ ấy, thì đấy mới là cái mục tiêu của cái dân trader, người ta bắt ở nhịp sau chứ người ta bỏ qua cái nhịp giảm đầu tiên. Và chính đây là cái tên gọi là không bắt giao rơi ấy. Thì cái giao rơi nó chỉ xảy ra ở nhịp đầu. Còn nhịp sau thì người ta không gọi là bắt giao rơi. Một cái câu hỏi mà cũng là chủ đề liên quan đến chương trình hôm nay, tức là anh khi mà anh nghe đến cái con số liên quan đến cái lượng margin nó như vậy, thì anh thấy rằng là những cái nhịp giảm vừa qua thì đã giải tỏa hết được phần lớn cái margin đấy chưa, hay là chúng ta vẫn đang lo lắng với câu chuyện giải chấp margin vào lúc này? Tôi cho rằng là cái câu chuyện margin chúng ta cần phải nhìn ở gần mấy góc độ khác nhau. Một là quy mô thị trường đã lớn lên rất nhiều so với trước, nên là việc mà so sánh các cái đỉnh margin trước ấy, thực ra là đúng, tức là chúng ta sẽ cảm thấy là vượt đỉnh, nhưng mà cái việc mà vốn hóa trên thị trường đã to lên khá là nhiều, mặc dù điểm số thì vẫn như vậy, thì chúng ta cũng nhớ rằng là trong những người vay margin ấy, thì lại phân định ra là có những người mà tổ chức hoặc là cá nhân, nhưng mà cá nhân rất là lớn. Và bên phía còn lại là retail thật sự, tức là bán lẻ thật sự. Thế thì nếu mà thử lấy một cái case study, một cái trường hợp ví dụ như Novaland chẳng hạn, thì Nam thấy là đợt vừa rồi thì cái nhóm chủ cũ cầm một cái tỷ trọng và cổ phiếu rất là lớn và họ bán ra ngoài. Thì cái số đó bên ngoài, việc mà họ sử dụng margin cho những cái mã tương tự như vậy, thì tôi nghĩ rằng là đấy là chuyện khá là bình thường thôi. Cái câu chuyện là mỗi một lần nói đến chuyện đỉnh cao margin ấy, thì trước đây chúng ta sẽ có một cái mốc rằng là mọi người lập luận rất là dễ dàng là do gạch đầu dòng thứ hai, đấy là do là cái vốn của công ty chứng khoán, thì ở các đỉnh cao margin lần trước bị kẹt ấy, là do cái lượng vốn của công ty chứng khoán không đủ. Nhưng mà bây giờ dư địa công ty chứng khoán sau những đợt tăng vốn khổng lồ chúng ta đã có khoảng tầm 2-3 năm qua ấy, thì các công ty chứng khoán hiện tại đang có một cái dư địa cho vay margin rất là lớn. Thế là cái việc mà bởi là kẹt đến mức mà full room ấy, là bây giờ hiện tại là xa lắm, nên là gần như là không có. Như vậy là chúng ta phải quay lại cái câu chuyện chính là liệu trên tài khoản nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư cá nhân nhá, tôi không nói nhà đầu tư mà lớn kìa, vì lớn người ta đã chuẩn bị hết rồi, thì cái nhà đầu tư cá nhân ấy nhỏ thì chiếm bao nhiêu phần trăm ở trong cái số mà kỷ lục đó. Cái thứ hai là cái giá vốn họ là bao nhiêu. Thì với một cái pha mà giảm điểm như vừa rồi ấy, anh cho rằng là nhìn sâu vào, nhìn kỹ vào thì nó chưa thể nào kích hoạt lên lượng call margin được. Nó chưa thể. Bởi vì là các cái cổ phiếu mà khẩu vị nhà đầu tư retail ấy, thì thực ra ví dụ như chúng ta điểm mặt gọi tên, ví dụ như là thép, bất động sản mà được nhiều người quan tâm, thì đều là ở cái nền cao. Nếu mà bảo là ảnh hưởng trên điểm số đợt vừa rồi thì Nam có thể gọi tên luôn mấy cái cổ phiếu của nhóm của VIX chẳng hạn như thế. Thì
khi mà điều chỉnh cái ở ngay mức thấp hoặc là ma sàn những cái cổ phiếu ở tít ở dưới mức thấp, thì cái sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ thì tôi anh cho rằng là không nhiều. Và cái lượng call margin xuất phát từ đây thì anh nghĩ rằng là rất là ít. Nên là cái khả năng mà mọi người lo lắng về chuyện là call margin thì tôi anh nghĩ rằng là trừ khi mà lần dâng lên này, lần điều chỉnh này có một lần tiếp diễn giảm quá mạnh thôi. Nhưng mà cái trường hợp đấy tôi anh cho rằng cái xác suất đấy vẫn là rất là thấp. Là mình chưa phải cần để suy tính đến việc đó làm gì cả. Lúc này thì chúng ta cũng đã đi qua khoảng 20 phút chương trình chiều hôm nay, và anh Tuấn Anh cũng đã có những cái chia sẻ trong cái mục What in Stock sáng nay có gì với cả cộng đồng đầu tư liên quan đến những cái dự phóng về câu chuyện là cái tỷ lệ margin lúc này trên thị trường này, câu chuyện thị trường sẽ đi tiếp về đâu, và liệu chúng ta đã phải lo lắng về cái việc là thị trường sẽ giảm mạnh nữa hay không. Cũng hy vọng là quý vị cũng đã có phần nào những cái kế hoạch giao dịch cho một tuần mới. Và để trả lời cụ thể hơn những câu hỏi của quý vị khán giả thì sau đây chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, đó là phần side dish mà ăn kèm. Anh Tuấn Anh này thì nói về những cái câu chuyện 10 năm mới lại xuất hiện, thì ngoài cứ trừ câu chuyện KRX thì gần đây đó là câu chuyện về sẽ đấu thầu vàng. Cũng phải từ năm 2013-2014 rồi thì mới có một cái lần đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước. Và ước tính hôm nay thì là sẽ, hôm nay thì hủy phiên đấu thầu do doanh nghiệp cũng không chuẩn bị kịp. Khả năng đến mai chúng ta sẽ có phiên đấu thầu vàng. Thì nói một chút về câu chuyện vàng này, rồi câu chuyện tỷ giá một chút, thì anh thấy là cái sự kiện đấu thầu vàng này khi mà nó trở lại thì nó làm anh nhớ lại cái điểm gì tương đồng của giai đoạn cũ năm 2013-2014 không? Thực ra cá nhân anh thì ít quan tâm đến các thị trường commodity như thế, mình chỉ xem cái giá thế giới thôi. Còn thời điểm trước đây thì đúng, tức là ngày xưa thì đã có mấy cái đợt mà chúng ta có cái lần đầu tiên thử nghiệm cái giao dịch vàng, và cái thử nghiệm đấy lúc sau thì để lại một cái dấu ấn không được tích cực lắm trong cái tâm trí của nhà đầu tư như anh. Hồi xưa mình cũng đã từng thử, mở tài khoản rồi giao dịch, rồi mình thấy nó cũng là lạ, bởi vì tính anh là người thích giao dịch. Mình thích tìm hiểu các giao dịch đấy. Còn cái câu chuyện mà liên quan đến vàng hiện tại thì đúng là có hai cái luồng thông tin cũng khá là ngược nhau. Một bên thì thấy rằng là cái việc mà đấu thầu này không cần thiết, cần phải mua vào. Một bên thì nghĩ là bán ra. Cá nhân Tuấn Anh là cái người mà rất là tôn trọng thị trường. Cá nhân anh rất là tôn trọng thị trường. Anh nghĩ rằng là cái việc mà tạo thêm thanh khoản, tạo thêm cung cầu, đấy là điều tốt, bởi vì nó thúc đẩy cái tính chất thị trường của một cái loại hình hàng hóa quan trọng. Nó được cao lên, đấy là điều tốt. Còn không cần biết đấy là bên bán hay bên mua đang suy nghĩ gì. Chúng ta hãy thử nghĩ ngược lại thì chúng ta sẽ thấy một điều tệ hơn là cái thanh khoản thấp. Đã từng lịch sử chứng khoán đã từng có cái năm 2008-2009. Cái đợt đấy cá nhân anh gặp một cái lần đầu tiên trong lịch sử. Chắc là chúng ta cũng không hy vọng là lịch sử đấy có bất cứ một lần nào lặp lại trong tương lai. Đấy là siết biên độ và cái thanh khoản nó rụt xuống mức rất là bé. Đấy thì kể cả chiều xuống lẫn chiều lên, tôi anh muốn nói đây rằng là cái thanh khoản thấp, kể cả chiều xuống đều lên đều là đi ngược lại cái tính chất thị trường và đều có thể gây thiệt hại tiềm tàng. Thì cái việc mà đấu thầu thêm đấy là điều tốt, bởi vì nó tạo thêm cái thanh khoản cho thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào trả lời các câu hỏi của quý vị khán giả lúc này. Có bạn thì đang bảo là hồi này thì lại là cơ hội để short phái sinh. Thì anh Tuấn Anh cũng có kinh nghiệm về câu chuyện phái sinh, thì anh đánh giá nào về cái vị thế với các nhà đầu tư gọi là những người sử dụng phái sinh lúc này? Phái sinh lúc này mà bảo là hồi lên mà short luôn ấy, thì đấy là những nhà đầu tư gọi là siêu ngắn hạn. Chắc là ngắn hạn đến mức là chắc là tính bằng 1 phút với cả 5 phút. Cá nhân anh nghĩ rằng là trong cái việc một trading ngắn hạn thì các bạn vẫn phải tuân thủ cái câu chuyện là đâu là cái wave lớn hơn, cái sóng lớn hơn, cái sóng cấp độ cao hơn. Ví dụ chúng ta đang trade một cái chart 5 phút, 10 phút thì chúng ta phải biết là đâu là chart giờ và đâu là chart ngày. Tức là những cái chart mà có cấp độ cao hơn. Thì vì khi mà tuần trước ấy, thực ra giảm mạnh như thế, nhưng mà nếu mà mọi người để ý kỹ lại thì mọi người sẽ thấy rằng RSI của VN Index vừa đủ chạm đến vùng 30. Và tại cái vùng 30 này cái xác suất là chuyện
rất là technical, rất là bình thường của phân tích kỹ thuật, rất là bình thường thôi. Nếu mà chúng ta đi thi đấu cái chuyện rằng là chúng ta vừa nhìn thấy rằng là hơi xanh một tí mà chúng ta đã short luôn hoặc là long luôn, thì đặc biệt ở những cái khu vực thanh khoản thấp như thế này thì cái yếu tố bất ngờ nó luôn rất là cao. Nên cho rằng là nếu mà bạn muốn trở thành người mà trading chuyên nghiệp ấy, thì bạn phải trade những cái lúc mà xác suất bạn đoán đúng cao hơn. Đấy, tức là gọi là win rate cao hơn, chứ không bao giờ trade ở trên khu vực gọi là kỳ vọng cao hơn. Đấy, thường là chúng ta sẽ hay bị lôi cuốn bởi kỳ vọng, chứ không phải lôi cuốn bằng tỷ lệ thành công. Đi vào yếu tố thị trường một chút, thì có rất nhiều bạn đang quan tâm đến dòng cổ phiếu chứng khoán. Thì nhóm công ty chứng khoán thì đang ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1 rất tốt. Và đây thì liệu có là nhóm sẽ tạo cái cơ hội đầu tư lớn với cái bối cảnh thị trường giảm điểm hiện nay không anh Tuấn Anh? Đúng là cái kết quả kinh doanh đặc biệt tốt. Đặc biệt tốt và nó cũng nằm trong cái sự mong đợi, bởi vì thanh khoản cao mà logic của các nguồn thu của công ty chứng khoán thì logic rất là rõ ràng, phí giao dịch và lượng vay margin, nếu mà lượng vay margin đạt đỉnh, vượt đỉnh và thanh khoản thị trường tốt thì đương nhiên là kết quả kinh doanh tốt rồi. Đấy. Về mặt biến động ấy, thì được rồi thì có thể coi như là một thử thách, vì thực ra cái biến động của cái nhóm chứng khoán thì nếu mà chúng ta phải nhắc lại thì đáng nhẽ là nhóm ngành chứng khoán đã tăng rồi đấy, phải tăng từ cách đây khoảng tầm 3 tuần rồi, tức là họ đã chuẩn bị được là kết quả kinh doanh thì tốt rồi. Nhưng mà cái hôm đó thì anh rất là nhớ một cái hôm mà tất cả các mã chứng khoán đều lên, riêng một mình VND ở phía dưới do cái sự kiện riêng lẻ của VND. Và hôm đó thì dường như cổ phiếu VND làm cho cái tính gọi là tích cực của cả một cái dòng ấy đều bị đặt dấu chấm hỏi ngay cái ngày hôm đó. Thế nên là hầu như các cái form của các công ty chứng khoán hiện tại ấy, thì các bạn nên nhớ ví dụ là form SSI là hơi vượt đỉnh một tí thì lại xuống luôn, hoặc là những cái form setup rất đẹp ví dụ như SSS chẳng hạn như thế cũng lên kèm theo thông tin sau đó lại cũng lại xuống luôn. Và hiện tại thì cái khuôn dạng của các cổ phiếu chứng khoán hiện tại thì được có một điểm rất là tốt, đấy là lại về được cái kênh, cái cạnh dưới kênh song song hướng lên. Và anh cho rằng là đây đúng là một cái dòng tâm điểm trong những hôm tới mà chúng ta cần quan sát. Nếu như mà chúng ta có cái phân kỳ tốt ở cái khu vực dưới này ấy, thì nhóm chứng khoán có lẽ là cái nhóm mà có thể nói là lead cái đợt điều chỉnh này của VN Index, hoặc là ít nhất là nếu mà trong trường hợp kịch bản mà thị trường chữ V ấy, thì nhóm chứng khoán sẽ là nhóm chữ V đầu tiên. Nghĩ rằng là đây là một nhóm tích cực nhất hiện tại. Và thì cũng đang có rất nhiều câu chuyện, vừa kết quả kinh doanh vừa là câu chuyện mà kỳ vọng từ KLX nữa đúng không ạ? Có bạn đang trêu bạn Nguyễn Anh bảo là có nhiều người vào kêu lỗ quá mà nhiều ông toàn kêu lỗ 5%. Nguyễn Anh có bảo mấy ông lỗ 5% đi ngủ chưa đi. Tôi nghĩ là càng lỗ chúng ta càng phải xem chương trình đúng không ạ? Càng phải nghiên cứu, càng phải học hỏi. Lỗ thì xem để có thể biết cách là quản trị rủi ro, hoặc là biết cách là có thể nếu như mà có dòng tiền ổn định và xác định đấy là chiều đầu tư thì lỗ 5% thực ra cũng chẳng là vấn đề gì lắm. Với những nhà đầu tư cả thì tôi hoàn toàn thể mua thêm. Nhưng đấy là với tư duy nhà đầu tư, còn nếu bạn là đầu cơ ngắn hạn thì lại khác. Còn tôi nghĩ rằng kể cả các nhà đầu tư đang có lãi thì cũng vẫn nên xem chương trình, vì thị trường thì rõ ràng khi mà giảm mạnh thì nó mở ra rất nhiều cơ hội đúng không ạ? Và nếu quý vị là người đang có lượng tiền mặt lớn thì rõ ràng đang là một cái lợi thế rất là lớn cho quý vị vào lúc này. Một câu hỏi nữa liên quan đến cổ phiếu thị trường, chứ mà thị trường giảm thì vẫn có cổ phiếu tăng ngược như trường hợp của QCG. Thì anh Tuấn Anh đánh giá như nào về những cái trường hợp là đầu tư các cái cổ phiếu đi ngược thị trường như hiện nay? QCG sáng nay thì sau một cái chuỗi tăng khá là mạnh thì đang có một phiên giảm sàn đây đúng không ạ? Hôm vừa rồi thì nếu mà cổ phiếu đi tăng ngược thị trường thì có chắc là cũng có LPB đúng không? Và QCG. Tôi cho rằng là nếu mà các bạn đang là trader gần gũi với thị trường ngắn hạn ấy, thì lời khuyên chân thành là chúng ta không nên đi tìm những cổ phiếu đi ngược thị trường. Tôi cho rằng là giống kiểu nước lên thuyền lên ấy, thì khi mà cái chỉ số chung đồng nhịp, một cái cổ phiếu đồng nhịp với chỉ số chung ấy, sẽ được hưởng lợi rất là nhiều trong cái sóng. Cụ thể kể cả những cái cổ phiếu gọi là tích cực hơn so với thị trường ở cái dạng tích cực quá, ví dụ như là từng tiên phong ấy, đi trước ấy, thì mình còn không dám tham dự, mà mình nên đi cùng với trục cái sóng lớn, cùng chung thị trường, thì cái đấy là mình được lợi thế với thanh khoản.
Ngược lại, khi mà mình đánh một cổ phiếu ngược dọc ấy, thì nó bị một cái câu chuyện trông thì có vẻ rất là cảm giác hưng phấn riêng. Như kiểu mình làm được giải một bài toán mà kiểu trong lớp có 50 bạn thì 49 bạn không giải được, mình giải được ấy, thì mình sẽ cảm giác hưng phấn theo kiểu rằng là mình giỏi. Nhưng mà thực ra cái cảm giác đấy về lâu về dài nó sẽ không tốt, nó giống như kiểu mình cứ đi ngược đám đông mãi đó, nó không phải là tích cực. Đặc biệt là những cái lần sóng tăng mạnh nhất ấy, thì đảm bảo với các bạn luôn là nó có đức tính đồng loạt. Nên là mình không nên rèn cái thói quen đi ngược lại điểm gì cả. Vâng, vì đúng là nếu chúng ta rèn thói quen đi ngược lại, chúng ta đang tức là đang theo một cách khó hơn, đúng không ạ? Tức là trong một cái thị trường giảm như vừa qua thì những cái cổ phiếu tăng được như QCG, như LBB nó thật là rất là ít, đúng không ạ? Và chúng ta có là một nhà đầu tư xuất sắc tìm được những cơ hội như vậy, nhận diện những cơ hội như vậy, hoặc chúng ta vô tình là nhà đầu tư có mặt ở một cái thời điểm rất là phù hợp, thì thực ra thì nó đều cho thấy rằng đây là một cái chơi có độ khó cao. Ý anh Tuấn Anh là chúng ta nên làm những cái việc gì nó dễ thôi, đúng không ạ? Việc khó quá thì vì càng khó thì nó sẽ càng tạo ra những cái rủi ro mà chúng ta không biết được, đặc biệt là những cái lần sau như thế nào. Nhóm ngân hàng được kỳ vọng tăng mạnh từ đầu năm thì với rất là nhiều những cái kỳ vọng liên quan kế hoạch kinh doanh, nhưng mà khi mà ra cái báo cáo kế hoạch kinh doanh thì thực sự là không mấy khả quan. Chúng ta chỉ thấy có LBB, Postbank là có lợi nhuận tăng khoảng hơn 80% thôi. Có rất là nhiều ngân hàng lớn thì đang cho thấy những cái bức tranh nó ảm đạm hơn. Dự MBB thì còn bị giảm 11% so với cả cùng kỳ. Thì theo anh là cái tín hiệu này có báo hiệu là cái nhịp của ngân hàng trong năm nay thì nó cũng chỉ đến vậy thôi chưa? Thực ra là cái nhóm ngân hàng thì mọi người lại đang có một cái lo ngại mới, đấy là cái câu chuyện cứ mỗi một lần nói đến cái chất lượng tài sản, nói đến ngân hàng thì người ta thường nói đến chất lượng tài sản. Đặc biệt là tài sản mà đang giữ cầm cố của những cái khoản vay lớn chẳng hạn như vậy, thì đương nhiên những cái lo ngại là đương nhiên rồi. Tôi cho rằng là cái việc mà một cái ngân hàng cũng giống như một cái dạng công ty đặc biệt, họ có một cái hệ thống, một cái nền tảng kinh doanh. Thế thì ví dụ như trường hợp của MB, ví dụ trường hợp VP Bank là những cái trường hợp mà những ngân hàng mà ngay ở tại đại hội cổ đông MB thì có người ta coi có một số hoạt động cho vay đấy hàm chứa rủi ro mà. Đã xác định từ trước mà. Rõ ràng là cái hoạt động này chúng ta đang là kinh doanh rủi ro. Thì cái việc mà xuất hiện chúng ta có thể thấy là Vạn Thịnh Phát chẳng hạn như thế mà xuất hiện thì rõ ràng là chỉ cần một cái án ở tòa thôi thì ngay lập tức nó sẽ có thể thay đổi cái quan điểm về cái giá trị tài sản đảm bảo và chuyện mà impact lên, ảnh hưởng lên trên cái balance sheet của cái ngân hàng là cũng là rất là bình thường. Nhưng mà hãy nhìn ở trên bức tranh rộng hơn thì anh thấy rằng là các bạn so thử cái 1200 điểm ở tại những cái lần trước, bây giờ đang có mốt đấy so 1200 điểm lần trước, thì rõ ràng cái chất lượng tài sản bây giờ đang, nhưng mà nó tương đối là đang rẻ hơn rất là nhiều so với các đỉnh. Tài sản thì lại giờ nhiều hơn, hàng hóa nhiều hơn. Đúng ạ. Thì đối với ngân hàng thì anh nghĩ cũng đang suy nghĩ như vậy, tức là cái nếu mà so tương quan so với lịch sử thì định giá ngân hàng đang ở mức tương đối rẻ. Đặc biệt là kèm theo những cái kỳ vọng, những cái hy vọng, ví dụ ở đại hội cổ đông MB vừa rồi chẳng hạn như thế, mọi người bên MB đang hy vọng rằng là chúng ta có 30 triệu tài khoản trong năm 2024, với một cái ngân hàng mà chúng ta cả nước chúng ta có 90 mấy triệu dân và chúng ta có 30 triệu tài khoản, thì phải nói rằng là đây là một trong những cái business, một cái kinh doanh rất là tuyệt vời. Thì mình cho rằng là tùy cái câu chuyện là bây giờ ở ngân hàng thì do chúng ta có rất nhiều ngân hàng trên thị trường niêm yết, chúng ta rất là đa dạng sự lựa chọn, mỗi người sẽ có một cái khẩu vị riêng. Tôi anh cho rằng là đây là cơ hội vàng để chúng ta có thể lựa chọn. Bởi vì có quá phổ nó rất là rộng. Có những ngân hàng thì làm bán buôn rất là tốt, có những ngân hàng làm bán lẻ rất là tốt. Cá nhân tôi anh rất là thích bán lẻ, đặc biệt những ngân hàng mà có bán lẻ, tức là gì, đại diện của nó là nhiều khách hàng, số lượng khách hàng đông. Thì hoặc là sau này mình sẽ thấy là cái chỉ tiêu thứ hai của ngân hàng bán lẻ đấy là phí từ cái dịch vụ khác là lớn. Đấy thì anh cảm thấy rằng là hiện tại các cái cổ phiếu ngân hàng đang là một cái mỏ mà chúng ta cần có một chút gọi là đầu tư phân tích, nghiên cứu để chúng ta khai thác được. Không nên bỏ phí cả cái mỏ đấy, đúng không ạ? Đúng rồi. Có bạn thì đang chia sẻ là bị kẹt hàng TCH và PDR, nhờ anh Tuấn Anh chia sẻ giúp. Tức lúc này chúng ta biết là cũng có nhiều đầu tư là họ đang vào cái vị thế là bị ăn một cái cây giảm mạnh
và sau đấy nó lỗ luôn 7% gì đấy, 7-7% nếu ai margin tùy tỷ lệ thì có thể lỗ lên khoảng 10-15%, 20%. Thì những cái lúc như thế thực sự rất khó xử lý của Dow Jones. Thì với những trường hợp mà ví dụ đang kẹt TCH loanh quanh cái vùng 16 đi, thì anh Tuấn Anh đánh giá như nào, anh có kinh nghiệm xử lý như thế nào? Trong mỗi lần mà nói chuyện với những nhà đầu tư bị kẹt hàng ấy, thì tương tự như trao đổi với Nam bất đấy, đấy là Tuấn Anh rất là quan tâm đến chuyện năng lực nhà đầu tư. Vâng. Chúng ta để mà bình tĩnh được ấy, chúng ta phải quay lại cái gốc gác là số tiền mà chúng ta đang đầu tư ấy, nó nằm ở trong năng lực chịu đựng của chúng ta hay không. Vâng. Ví dụ như là một cái người mà tài khoản, ví dụ nhà cửa đang đầy đủ các thứ đều về, mức lương hàng tháng khoảng tầm 20-30 triệu, tiết kiệm một tháng khoảng tầm 3-5 triệu, thì cái việc mà bạn đầu tư 50 triệu bạn lỗ, đang lỗ khoảng tầm 10%, tức là 5 triệu đi. Vâng. Thì thực ra nó đúng là đau xót thật. Vâng. Nhưng mà nó cũng không phải là một cái gì đấy impact nó quá lớn. Đấy, nhưng mà trường hợp khác là trường hợp mà tài khoản, cũng trường hợp đấy nhưng mà tài khoản đầy chứng khoán lên tận 500 triệu hoặc 5 tỷ. Vâng. Thì chỉ cần có 10% thôi thì có thể so sánh được là 10 lần này, 20 lần lương. Vâng. Chẳng hạn như thế. Thì đúng là tôi nghĩ rằng là có những người đánh chứng khoán ở mức độ rủi ro cao đến mức như vậy, thì vâng, cho rằng là dù thị trường có đang tốt đi chăng nữa thì cái cấu trúc đầu tư thì nó sai từ đầu, do cái cấu trúc tài chính cá nhân là vâng, mình đã bị quá thiên hướng vào cái khẩu vị rủi ro. Vậy thì giả định như là cái bạn đang hỏi câu hỏi này là cái bạn mà có cấu trúc tài chính cá nhân tốt đi, vâng, đấy, thì bạn thấy rằng là hiện tại đang lỗ khoảng tầm 10% và mình tương đương khoảng tầm 1 đến 2 tháng gửi tiết kiệm, tức là khoảng tháng tiết kiệm được của mình, saving của mình, thì anh cho rằng là mẹ quay lại cái vấn đề cái đầu dòng thứ hai mình mới cân nhắc là ủa thế cái lúc đầu mà mình đầu tư cái cổ phiếu này là mình đang kỳ vọng cái gì. Vâng. Thì như Nam nói bất đấy thì có hai cái dạy nhánh rất là khác nhau. Một là cái dạy nhánh là đầu tư dài hạn. Vâng. Thì việc mà đầu tư dài hạn mà gặp những trường hợp như thế này thì tôi lại thấy rất là bình thường. Đúng rồi. Bởi vì là chúng ta có tiền tiết kiệm mà chúng Đúng ta rồi. Có thể gọi là tại những cái ngưỡng quan trọng chúng ta có thể gia tăng. Ví dụ như là cái ngưỡng quan trọng có thể nhắc đến là ví dụ như là khoảng tầm 13x chẳng hạn như thế. Vâng. Đấy, tức là nó về cái mức trung bình. Vâng. Tại sao nói 13x, tức là nó về mức trung bình của 4-5 năm rồi. Thì về mức trung bình chúng ta mua thêm là chuyện rất là bình thường. Vâng. Short term ngắn hạn có hoàn toàn có thể xuống dưới nữa nhưng mà mình không quan tâm gì cả. Đấy, nên nếu mà mình giải bài toán này theo góc nhìn của dài hạn là anh thử suy đoán là bạn là nhà đầu cơ ngắn hạn. Thì về nhà đầu cơ ngắn hạn thì khi mà mua một cái cơ hội đầu tư thì chúng ta bản chất là chúng ta phải xác định luôn ngay từ đầu là chúng ta đang mua điều gì. Vâng. Đang chờ đợi kịch bản gì. Thì tôi anh thấy rằng là nếu mà để nhắc bạn cái cách đầu cơ ngắn hạn ấy, thì đáng nhẽ ra ấy, bạn phải xuất hiện ở cái mã TCH ở cái giá khoảng tầm 14 và tại cái cây nến mà break đường chéo vượt đỉnh và cái giá 14 đấy của TCH đấy có lẽ là cái giá đẹp nhất của cái đợt vào khi vượt đỉnh. Vâng. Đấy khi mà vốn rất là to vượt đỉnh lên trên. Vâng. Còn nếu mà bạn đang lỗ, tức là bạn đang vừa trading nhưng mà bạn vào rất là chậm. Vâng. Tức là vào tận khu vực ở trên đỉnh. Vâng. Thế vậy thì chúng anh cho rằng là nếu mà là tôi đang là người tư vấn bạn ấy, thì anh sẽ tư vấn bạn rằng là như vậy là hệ thống phương pháp của chúng ta đang có vấn đề và chúng ta cần phải dừng lại để xem ra là cái phương pháp này chúng ta có nên giữ hay không. Chúng ta tóm lại giống kiểu chúng ta bước chân một bước chân vào sai ấy, thì thành ra các bước chân khác nó cứ lệch lệch lệch. Thì nếu mà tôi đang là trường hợp của bạn ấy thì ngay lập tức anh sẽ ít nhất là phải bỏ bớt đi 1/3 hoặc một nửa để bắt đầu mình bình tĩnh lại, mình bắt đầu tìm được cái nhịp mà đi cho nó đúng. Đã. Thì nhịp đi đúng tiếp theo của TC như kiểu chart của TCH ấy là break này, retest này. Vâng. Thì thực ra bây giờ TCH có một đặc điểm là nó vượt lên trên. Vâng. Và bây giờ trông có vẻ như vẫn giống một pha retest. Vâng. Và nếu mà đã pha retest thì chúng ta kẻ một cái đường trend line phía dưới ở đâu đó giá mà bạn có thể bây giờ bạn bán đi 1/1/3 chẳng hạn như thế thì bạn lại mua lại 1/1/3 đấy ở cái giá khoảng tầm là 14/3 chẳng hạn như vậy. Vâng. Thì sẽ là bắt đầu làm cái danh mục của mình ở trung bình nó thấp đi. Vâng. Trở lại và cái cách này đang là cách an toàn nhất. Trường hợp mà nếu mới bị cắm qua cái 14/3 gì đấy quá mạnh thì đương nhiên chúng ta ít nhất là chúng ta đã bán đi 1/3 hoặc 1/2 rồi thì cái impact, cái ảnh hưởng của cái việc là cả danh mục bị xuống nó sẽ cũng giảm bớt đi. Túm lại rằng là giảm tỷ trọng. Vâng. Và
phải xem xét lại cái phương pháp đầu tư của chúng ta. Vâng. Này cũng đang có gần hơn 2.900 khán giả và theo dõi rồi. Tức là có những bạn thì đang bị lỗ rất là nhiều, bạn lỗ SHS lỗ 17%. Thì chắc anh Tuấn Anh thì cũng xin chia sẻ là chúng ta đầu cơ là phải nguyên tắc cắt lỗ đúng không ạ? Vượt cái nguyên tắc đấy thì chúng ta mạnh dạn cắt, còn tránh để cái trường hợp nó xảy ra sâu quá. Vì càng sâu thì càng khó giải quyết và tâm trạng của chúng ta thì cũng khá là mệt mỏi. Thì lúc này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đã đi lướt qua đủ các cái nhóm ngành ở trên thị trường rồi. Sau đó tôi xin phép dành 5 phút cuối của chương trình này để đi vào homemade bếp của tôi, anh Tuấn Anh chia sẻ thêm về cái kinh nghiệm quản trị cho giao dịch từ cái lịch sử đầu tư của anh. Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã trao đổi ở đầu chương trình, anh Tuấn Anh giai đoạn một giai đoạn bùng nổ của thị trường đó là giai đoạn 2007. Thì cũng đã có thể kiếm rất là nhiều những cái lợi nhuận từ thị trường đầu tư. Nhưng mà anh còn chia sẻ là anh là người đã bán trước đỉnh đúng không ạ? Thậm chí là còn đi du lịch nước ngoài một thời gian dài. Sau đấy thì về thì bắt đầu thấy có cơ hội lớn thì bắt đầu bắt đáy. Nhưng mà lúc đấy thì hóa ra là nó mới được nửa một cái đáy thôi. Tức là nó nửa cái độ cao rơi thôi, sau đấy còn rơi thêm nốt cái chỗ đấy. Thì anh Tuấn Anh kể là sau đấy là anh cũng cháy. Và anh đã có những suy nghĩ rất tiêu cực. Thì anh có thể chia sẻ lại một chút và giúp quý vị khán giả là anh thấy rằng cái sai lầm lần này của những quý vị khán giả cũng đang bị thua lỗ nặng. Dù thị trường mới rơi 8% thôi, nhưng có nhà đầu tư là chia sẻ trên chương trình là lỗ 15, 17, 20% cũng có. Nên họ bị lỗ nhiều hơn cái mức rơi của thị trường trong tuần qua. Thì anh đánh giá cái mắc tâm lý ở đây là gì và cái cách quản trị là gì nếu như mà không bị xảy đến tình huống xấu nhất, thậm chí là cold margin hay cháy tài khoản. Thôi nói nếu mà xét về lịch sử ấy, thì đầu tiên kể câu chuyện là tức là cái thời điểm mà Tuấn Anh tham dự đấy thì là thời điểm rất là thị trường rất là mới. Tuấn Anh vẫn nhớ là lần đầu tiên Tuấn Anh đi vay margin ấy, thì là phải lấy cái sao kê của thị trường khoán xong rồi cầm cái sao kê đấy ra ngân hàng MB, tức là đi xe máy ấy, ra ngân hàng MB xong rồi ngân hàng thấy người ta thấy xác nhận số dư thì lại quay về làm thủ tục giấy tờ, tức là nó khó hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ thì các bạn ấn vài nút là gần như bạn không biết cả thủ tục vay margin nó là gì, tự hệ thống đã chạy hết rồi. Thì lúc đó mặc dù khó khăn như thế nhưng mà cái điểm thứ hai thời đó lãi suất thị trường lên rất là cao nhưng mà mình vẫn thấy là cơ hội nhiều quá nên mình vay margin. Thì để mà thấy rằng là thực ra đối với nhà đầu tư như Tuấn Anh lúc đầu ấy, thì rất giống các bạn thôi, là mình thấy là thị trường có quá nhiều cơ hội và mình đi vay margin đến mức mà lãi suất hồi đấy là 20-mấy%, 24%. Và mình kỳ vọng là mình kiếm còn 30%, 40% để nhiều hơn rồi đấy mình vay cao thế đủ trả tiền vay margin. Đấy thì ở đây muốn gạch đầu dòng đầu tiên đấy là thường chúng ta vay margin là chúng ta nghĩ luôn là cái kỳ vọng. Nhưng mà chúng ta quên mất cái trừ lợi suất kỳ vọng, tức là đấy là một cái sự tưởng tượng trong tương lai nó hoàn toàn chưa chắc đã là có thật. Vậy. Trong khi cái phần mà giả lãi vay là chắc chắn là có thật. Đúng rồi. Đấy thì mình không thể đánh đổi một cái kỳ vọng với một cái thứ có thật được. Thế thì tôi nghĩ rằng là trừ trường hợp là các bạn vào những cái phương pháp đầu tư mà cực kỳ chắc chắn của các bạn rồi thì các bạn hãy sử dụng nguồn lực vay margin. Còn nếu mà là cái xác suất, tức là chúng ta trade chưa đủ nhiều và chúng ta chưa mường tượng được cái xác suất thành công của chúng ta ít phải lên đến khoảng tầm 70-80% cho cái deal giao dịch cụ thể đó, thì rõ ràng chúng ta không nên vay margin. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là rút kinh nghiệm từ cái chính bài học của cá nhân Tuấn Anh, thì là mình vẫn còn nhớ như in là mình bán SSI ở cái giá là 300.000. Tuấn Anh có đảm bảo luôn các bạn luôn là không, tức là không một ai bán giá cao hơn Tuấn Anh, chắc chắn luôn. Bởi vì cái giá đấy là giá cao nhất của cái phiên, đến bây giờ mình vẫn rất nhớ, đấy là phiên đầu tiên SSI đấy, giao dịch ở tại San Jose, chuyển từ HNX sang Jose. Và lúc đấy cái phiên đấy là cái phiên đầu tiên mình khớp. Tất nhiên sau đó thì nó có một lần nữa khớp lên 300, sau đó cuối phiên sụt về 285.000. Thì mặc dù bán được cao như thế, sau này thị trường giảm xuống rất là mạnh, từ cái đỉnh cao VNX 1173 gì đó thì sau này VNX xuống còn khoảng tầm 502-503, tức là giảm rất là nhiều nhá, giảm 400-500 điểm ấy. Đấy. Nhưng mà lúc đó mình có một cái tư duy rằng là ui đây rất là rẻ, và mình lại thay đổi phong cách của mình. Lúc trước anh là một người trader, anh thấy là cái này rẻ quá, hay là mình là đầu tư dài hạn đi nhỉ. Tức là mình nhảy hẳn sang một cái hệ thống phương pháp khác mà mình chỉ nghe loáng thoáng qua thôi, mình chưa phải là người chuyên gia. Ý tôi anh muốn nói ở đây là
cái xác suất mà các bạn cân nhắc ấy, nó phải là tự tay các bạn làm. Ví dụ xác suất trading là tự tay Tuấn Anh trade rất nhiều lần và ghi vào lịch sử giao dịch của mình và mình trade, mình thấy xác suất của mình như thế này thì mình bắt đầu mình buy margin. Tương tự, các bạn muốn đầu tư dài hạn thì các bạn phải có một vài deal dài hạn nào đó trong quá khứ mà bạn đã từng làm rồi và bắt đầu có cảm nhận cái trải nghiệm thực của chính bạn thì bạn mới làm được đó. Thế vì sau đó thì Tuấn Anh fail ở, Tuấn Anh thua ở cái trường hợp đó thì không muốn các bạn mắc lại cái sai lầm cá nhân đấy của Tuấn Anh. Cụ thể bây giờ quay lại ở đây thì bài học rút ra ở ngắn hạn đây là gì? Một cái pha giảm xuống, đúng không? Một cái giảm xuống, đương nhiên Tuấn Anh hiểu rằng là với những người mà ngắn hạn người ta sẽ thấy là giá rẻ đi bao nhiêu phần trăm đấy. Nhưng các bạn có nhớ được rằng là nếu mà một số người trong cái livestream này mà đang bảo là lỗ đến tận 17% ấy, thì thực ra là cái trí nhớ của chúng ta đang bị trí nhớ cá vàng đấy. Vì chúng ta đang tăng ở phía dưới tăng rất là nhiều và cái cách kế toán của mình ấy, là mình cứ gấp thép lên. Thì cái đoạn đầu ấy thực ra chúng ta có thắng, xong đến cái deal cuối thì chúng ta thua. Vậy thì chúng ta tính riêng đơn lẻ cái deal thua từ đỉnh hay là chúng ta tính tổng kế toán của cả cái năm vừa qua? Cái năm vừa qua nếu các bạn chơi bằng số tiền bằng nhau, cái khả năng các bạn thua đến tận 17-20% là không thể. Trừ khi phải nói thật sự là xác suất rất là nhỏ các bạn có thể làm được điều đấy. Còn không thì Nam chắc nhớ là cái lần break lên 150 trước đây đã là đỉnh cao rồi, vì trước đây còn thấp hơn nữa. Thì cái đoạn mà từ 150 lên xong rồi bây giờ correction về thì ra nó là cũng là cái chuyện rất là bình thường thôi. Thế thì cái vấn đề là chúng ta rất là hay xót xa trong cái việc là chúng ta bị là tính từ đỉnh đến cái giá hiện tại mà chúng ta quên mất là chúng ta có một hành trình. Thì cái kế toán cho chúng ta cái chuyện là chúng ta có một cái hành trình đấy thì chúng ta hãy hạch toán cho nó đúng. Và nếu các bạn càng chuyết đi nhiều các bạn sẽ thấy là giống cái này nó giống như hoạt động kinh doanh, có deal thắng có deal thua và quan trọng là tổng kết cả một trận đấu lớn. Chứ không phải là nói ở các cái trận đấu nhỏ. Mà cả cái trận đánh lớn đấy thì chúng ta có thắng hay không thắng. Thì cái việc suy nghĩ như thế thì sẽ nới ra cho các bạn cái cảm xúc. Bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta mất đến tận 17-20% thì thật sự đồng ý. Tức là nếu mà cho Tuấn Anh vào trường hợp đấy, Tuấn Anh cũng khó mà nuốt trôi được đổi cái cảm giác này. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính tổng thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có điều trước thắng mà thì điều này thua về hòa cũng được, không sao, ít nhất mình cầm tiền mặt để biết đâu điều sau chúng ta lại tiếp tục tìm được cái vị trí tốt. Cái điểm cuối cùng thì một trong những lý do mà không cắt lỗ thì nó có hai cái đầu dòng trong đấy. Một là chúng ta đang bị là bám chấp vào câu chuyện là lúc đó chúng ta nghĩ cái điều đó tốt nhất và đến lúc tình thế nó thay đổi mất rồi thì chúng ta không bị thay đổi. Và điểm cuối cùng rằng là chúng ta phải nên nhớ những người cầm tiền mặt luôn luôn có một cơ hội tiếp theo. Đấy, thì lúc mà chúng ta cắt lỗ chúng ta phải nhớ rằng là thực ra chúng ta còn có chuyện là cầm tiền mặt để có một cơ hội tiếp theo. Còn nếu mà chúng ta kẹt ở cái câu chuyện một cái mặt hàng đấy thì chúng ta đang gần như chúng ta đang gọi là phó mặc cho thị trường biến động, đặc biệt là những biến động mà không theo ý mình ấy, thì mình sẽ càng khó chịu hơn. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn Anh. Chắc là quý vị cũng đã đúc rút được rất là nhiều bài học, cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm tương đối là đau thương của anh Tuấn Anh ngày xưa, đúng không? Sau đó đúc rút để giúp anh thành một nhà giao dịch có cái nguyên tắc như bây giờ. Và chắc chắn là nếu bây giờ được trở lại với cả cái lần bắt đáy đấy thì chắc chắn là anh Tuấn Anh sẽ áp dụng một cách chuẩn chỉnh hơn cái nguyên tắc về tỷ trọng và đòn bẩy, đúng không ạ? Thì khi mà thị trường chưa xác nhận thì chúng ta hoàn toàn có thể, với những ai có tiền bạc bây giờ thì hoàn toàn có thể bắt, đúng không? Nhưng mà chúng ta bắt tỷ trọng như thế nào thôi, 5%, 10%, làm thế nào mà để thị trường có đi xuống nữa thì chúng ta vẫn có nguồn lực để chúng ta tiếp tục giải ngân. Vì rõ ràng là cái việc cố đoán đáy đoán đỉnh của thị trường thì nó không dành cho đại bộ phận, và chúng ta thì vẫn luôn phải có một cái nguồn lực phù hợp để chuẩn bị cho các kịch bản mà thị trường có thể diễn ra. Vì thị trường thì như chúng ta cũng phải đồng ý với nhau rằng sẽ cho các nhà đầu tư đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và như vậy thì cái nhiệm vụ mà chúng ta có thể chủ động được đó là việc quản trị dòng tiền, danh mục chúng ta. Thì cái đấy là cái mà không ai lấy đi của chúng ta được. Thì một lần nữa rất là cảm ơn anh Nguyễn Tuấn Anh, sáng lập FinPage, đã đến tham dự với cả chương trình Khớp Lệnh trong sáng thứ hai đầu tuần này. Và đặc biệt là nhất là khi anh cũng đang bị hơi ốm, đúng không? Sức khỏe anh Tuấn Anh không được tốt lắm. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn khoảng 3.000 khán giả vẫn đang theo dõi chương trình đến cuối hôm nay. Thì cũng xin được chúc quý vị một tuần giao dịch hiệu quả. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Khớp Lệnh ngày mai. Còn đến đây, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.